Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay. Nhân dịp ngày mới thì Hùng xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thì Hùng xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa tiếp theo. Ngôi chùa này tọa lạc tại quận Tân Bình. Đó là ngôi chùa Long Hưng, tọa lạc tại số 958/22 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và cổng tham quan của ngôi chùa được xây dựng theo kiểu trùng môn, đó là lối kiến trúc dân gian của người Việt. Và bây giờ thì mình vừa bước vào bên trong khuôn viên của ngôi chùa. Trước mặt các bạn khi bước qua khuôn viên của ngôi chùa, một hình ảnh hết sức là linh thiêng đang hiện ra trước mặt mình. Và trước chánh điện của ngôi chùa ở giữa khuôn viên có thờ một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Cùng với đó thì trên tầng 2 của chánh điện nhà chùa có thờ bộ tượng Di Đà Tam Tôn, mắt hướng tam quan vô cùng là tinh tế. Và bên tay phải của khuôn viên chùa có thờ 4 điện Phật. Đầu tiên là Quan Thế Âm Bồ Tát, thứ hai là điện thờ Phật Di Lạc. Và hình ảnh Đức Phật Di Lạc trong đạo Phật ở mỗi một quốc gia, mỗi một khu vực lại có vẻ ngoài khác nhau. Trong đạo Phật ở Ấn Độ, Đức Phật Di Lạc lại được mô phỏng theo hình ảnh thanh mảnh, tuấn tú, có vẻ ngoài cao sang, quyền quý như một vị hoàng tử. Nhưng trong đạo Phật của Việt Nam thì vị Phật này lại được mô phỏng với dáng vẻ mập mạp, bụng căng tròn, khuôn mặt tròn trĩnh, miệng luôn tươi cười, hiền hòa và phúc hậu. Tuy nhiên dù được tạo hình thế nào chăng nữa thì Đức Phật Di Lạc cũng được đạo Phật xem là một biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Và điện thờ Phật tiếp theo chính là Quan Thánh Đế Quân. Và Quan Công, còn được gọi là Quan Thánh Đế Quân, là một vị tướng tài dũng mãnh, có công lớn trong việc hình thành nhà Thục thời Tam Quốc. Và theo dân gian, sở dĩ con người gặp xui xẻo bệnh tật là do ma quỷ quấy phá. Quan Công được dân gian tôn xưng là Phục Ma Đại Đế, có năng lực trừ tà. Và ngoài ra, ngài còn được tôn thờ là thần thủ hộ và còn có chức năng là thần tài phù hộ cho mọi người phát tài. Và điện thờ tiếp theo đó chính là điện thờ Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu. Và hình ảnh điện thờ Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu không còn xa lạ gì đối với người dân Nam Bộ nói riêng hay là cả nước nói chung. Có rất nhiều các ngôi đền, ngôi miếu của người dân Nam Bộ đều có điện thờ Bà Chúa Xứ. Với mong muốn, đó là mong cho bà phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tránh được giặc cướp, thoát khỏi dịch bệnh. Nên người dân đã lập rất nhiều đền thờ cũng như các ngôi miếu để thờ phụng bà. Và trước mặt của các bạn chính là bảo tháp của ngôi chùa. Bảo tháp của ngôi chùa gồm có 7 tầng. Tầng 1 chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và tầng 1 chính là nơi để hài cốt của các chư tăng và Phật tử trong chùa. Và các tầng còn lại chính là điện thờ các vị Bồ Tát và các vị Phật. Thank you.
Thank you.
ngoài trời nó mưa lớn lắm các bạn ơi. Hiện nay thì mình đang ở trên chùa Long Hưng và vừa mới quay được hết video thì trời bắt đầu đổ mưa. Bây giờ thì mình cũng vừa mới đi làm về ấy, nên mình cũng dáng hôm nay là ngày mình phải xuất video rồi, nên mình cũng dáng tranh thủ đến hai video để gửi đến các bạn. Tại vì thường thì thứ hai và thứ sáu hàng tuần là mình sẽ phải lên video, và hôm nay đã là thứ sáu rồi, nên mình cố gắng mình quay. Và mình vừa đến chùa Long Hưng thì mình quay xong ngôi chùa thì trời đã đổ mưa. Hiện nay thì mình đang ở bên cạnh một quán chay ở trong ngôi chùa, và bây giờ thì mình sẽ vào mình thưởng thức qua món chay ở bên ngôi chùa Long Hưng này các bạn ha. Dạ lâu các bạn. Hiện nay thì mình đang ở bên trong một quán ăn chay bên cạnh ngôi chùa. Ngoài trời đang rất mưa các bạn. Và mình có kêu một tô hủ tiếu, nhìn vô cùng là hấp dẫn nha các bạn. Và một tô hủ tiếu như thế này giá là 25.000. Với cái giá này trên thành phố như vậy là rất rẻ và bình dân rồi nha các bạn. Và bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.